Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe và giáo dục được phát sóng vào lúc 22 giờ trên kênh Show VN. Bản tin hôm nay sẽ nói về chuyên đề cha mẹ dành thời gian cho con bao nhiêu là đủ. Trong cuộc sống bề bộn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh lại nghĩ rằng cho con cuộc sống đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn là được. Nhưng điều mà cả con cần chính là sự quan tâm, chăm sóc vun vầy bên gia đình của cha mẹ. Và đó cũng chính là nội dung chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình tối hôm nay. Cha mẹ bỏ bê làm cho con chậm phát triển trong cái xu hướng hiện nay. Theo cái công nghệ 4.0, nhiều bậc cha mẹ lại cứ nghĩ rằng theo một cái xu hướng cung cấp cho con đầy đủ cả cái cơ sở vật chất, nào là quần áo đẹp, đồ chơi đẹp và chuyển cho con vào một cái trường điểm thì con sẽ phát triển. Nhưng điều mà con cần ở bố mẹ chính là thời gian chăm sóc của bố mẹ, hiểu được cả con, và đó chính là sự phát triển của cả con được hoàn thiện hơn. Và sau đây là tâm sự của chị Hạnh, một phó giám đốc của công ty. Chị đã bảo rằng trong suốt một năm vừa qua, chị đã cho con đi chữa trị rất nhiều bác sĩ. Vì con chị đã năm nay 4 tuổi mà chưa biết nói, chưa biết nhận gì nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Chính vì vậy, chị cảm thấy đây là một khoảng thời gian rất khó khăn của chị, vì trong suốt thời gian vừa qua, chị đã không lo cho con nhiều hơn mà cứ tập trung cho công việc. Chị bỏ bê cho việc chăm con, cho người giúp việc. Chính vì vậy, bé vẫn thường xuyên xem tivi, xem điện thoại. Và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc tình trạng bé chậm phát triển. Việc chăm con chưa bao giờ là dễ. Vì sau mỗi buổi tan ca, chúng ta phải rất tất bật cho những công việc, nào là đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì đã mệt nhoài. Nhưng chúng ta đừng quên rằng nhiệm vụ của chúng ta cần phải ở bên con, chăm sóc con. Chúng ta phải trả lời những câu hỏi mà con chưa rõ, và ngược lại, chúng ta phải có những câu hỏi để đây là một dây nối để ta có thể hiểu được con, và cũng giống như con cũng hiểu được cha mẹ nhiều hơn. Và với quan điểm và với câu hỏi thời gian dành cho con bao nhiêu là đủ, theo tôi, câu hỏi này sẽ không có câu trả lời chính xác. Bởi nhiều phụ huynh quan điểm rằng chúng ta phải thường xuyên để mắt đến con. Có những phụ huynh dành cho con từ 10, 20, thậm chí là 24 giờ. Nhưng trong khi đó, có những phụ huynh lại chỉ dành cho con 60 hoặc 120 phút. Nhưng khoảng thời gian này, chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch hoặc là những cái chương trình dạy dỗ cho bé một cách chu toàn hơn để làm sao bé hiểu được phụ huynh, cũng giống như phụ huynh phải hiểu được bé. Và không riêng gì tôi cũng nghĩ tất cả các bạn ở đây cũng vậy. Và theo quan điểm của tôi và tất cả các bạn cũng vậy, tài sản quý giá của chúng ta không phải là tiền bạc, và con cái chính là tài sản vô giá nhất, và nó là những gì mà chúng ta có. Và chương trình đã khép lại trong buổi phát sóng chiều hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.